Tại tỉnh Tiền Giang, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các lứa tuổi cũng đang được đẩy nhanh nhằm đạt mức độ bao phủ vaccine mũi 2 trong thời gian sớm nhất. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, trong ngày 29 tháng 11, toàn tỉnh đã tiêm được gần 29.700 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có trên 26.300 liều cho người từ đủ 18 tuổi trở lên và trên 3.200 liều đối với trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Như vậy, tính đến sáng nay, ngày 30 tháng 11, số người từ 12 tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi 1 đạt 97,8%, số người tiêm đủ 2 mũi đạt 77%.